đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả và anh Thành ơi, hay là hôm nay để bắt đầu chương trình thì em sẽ kể cho anh Thành nghe một câu chuyện có tên là củ cải trắng nha. Anh Thành nghe chưa? Nghe lạ quá, hay là Minh Châu kể cho anh và quý vị khán giả nghe thử xem. Dạ, để em kể ha. Câu chuyện đại khái là vậy nè. Thỏ con có 2 củ cải trắng, xong rồi thỏ con mới lấy một củ cải trắng đem tặng cho bạn của mình, đó chính là bạn dê núi. Bởi vì sợ là mùa đông thì bạn dê núi không có gì để ăn hết, xong rồi bạn dê núi lại đem củ cải trắng đó tặng cho bạn hươu con, vì sợ bạn hươu con bị đói. Rồi bạn hươu con lại đem củ cải trắng đó tặng cho một người khác. Các bạn biết là ai không? Đó chính là thỏ con. Bởi vì cũng chỉ lo cho bạn mình thôi. Đúng là câu chuyện đơn giản nhưng đã đem đến một thông điệp rất ý nghĩa về tình bạn của Minh Châu ha. Mà Minh Châu có biết củ cải trắng là một loại thực phẩm rất là dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe không? Em biết chứ, bởi vì em cũng có tìm hiểu đó. Củ cải trắng có thể chữa được một số bệnh về hô hấp nè, về tiêu hóa nè. Đã vậy còn rất có ích cho người bị tiểu đường và bị cao huyết áp nữa. Minh Châu giỏi lắm. Vậy anh sẽ thưởng cho Minh Châu bằng cách hướng dẫn Minh Châu và quý vị làm một món ăn có liên quan đến củ cải trắng. Vậy còn gì bằng nữa, hãy ngồi anh Thành. Món ăn hôm nay của chúng ta như thường lệ cũng sẽ có 3 nguyên liệu và tất nhiên là được chế biến trong tích tắc. Đó là món mực kho củ cải. Thế cần cho khẩu phần 4 người dùng, chúng ta có 2 con mực khoảng 400g, 200g củ cải trắng, 1 miếng đậu hũ chiên, hành lá, ớt, hành băm, một số gia vị thông thường và nước tương đậu nành Lisa. Và anh Thành có biết không, hồi đó tới giờ đó Minh Châu luôn biết là mực là một loại hải sản rất là dễ chế biến. Mình có thể chiên nè, xào nè, nướng hay nấu canh đều rất là ngon. Còn bây giờ thì Minh Châu chuẩn bị biết được một công thức mới để làm món mực kho rồi. Bổ sung thêm trong kho kiến thức 3 nguyên liệu triệu món ngon của mình. Quý vị khán giả cũng như vậy nhé. Chúng ta hãy thật lưu ý và ghi chép thật cẩn thận những gì mà anh Thành chuẩn bị chia sẻ với chúng ta ngay bây giờ. Trước tiên chúng ta sẽ rửa mực với rượu trắng cho bớt mùi tanh đi. Và chúng ta sẽ cắt mực thành khoanh tròn khoảng 1,5 phân. Quý vị khán giả cũng đừng quên nha, khi chúng ta mua mực về thì quý vị nhớ là sẽ rửa thật sạch với rượu trắng để khử mùi tanh và giúp cho mực được trắng và giòn. Cái củ cải trắng này các bạn cắt khoanh tròn dày khoảng 1 cm nha. Đậu hũ á, các bạn cắt miếng vuông khoảng 1,5 cm. Hành lá này á, mình cắt khoảng 3 cm. Cái đầu hành lá mình sẽ bầm, mình ướp mực ha. Đây có 2 trái hiểm, các bạn cũng bầm nhuyễn luôn. Bây giờ chúng ta sẽ ướp mực nha các bạn. Chúng ta ướp mực với lại 1 muỗng hành mềm Ajinomoto nha. Và hành bầm, ớt bầm chúng ta đã bầm hồi nãy. Công thức để ướp mực là vô cùng quan trọng bởi vì nó đóng một phần chính trong việc là tạo được cái vị đậm đà cho món ăn của mình, đúng không anh? Do đó quý vị khán giả nhớ lưu ý thật kỹ những gia vị mà anh Thành nêm vào trong món mực này nha. Đây, bây giờ có một cái nồi rồi, mình mở lửa lên, bắt đầu kho mực phải không anh? Mình cho vài miếng dầu nha. Để mình sẽ phi cái hành tím bầm ở chỗ thơm. Đây, hành tím bầm nè. Rồi bây giờ hành nó thơm ha, mình cho củ cải vào. Cho củ cải vào xào trước hả? Mình xào sơ trước. Vậy sao không cho củ cải vào chung với lại mực luôn một lần? Mực thì rất là mau chín, còn củ cải thì lâu hơn. Mà nếu mình kho mực lâu thì nó sẽ bị dai và không giữ được độ ngọt. Thành ra mình cứ kho củ cải gần chín mình hãy cho mực vào. Dạ. Bây giờ mình sẽ cho đậu hũ vào nè. Đậu hũ rất là dễ bị nát đúng không anh? Thật là nhẹ tay ha. Để cho món ăn có màu đẹp và bắt mắt nhưng mà lại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các bạn nhớ sử dụng hương vị đậu nành nguyên chất, nước tương Lisa. Mình cho bao nhiêu nước tương Lisa thì sẽ được cái màu sắc đẹp như mình mong muốn ha anh? Anh cho bạn 2 muỗng ha. Dạ. Đây, 1 muỗng canh nè. Rồi, 2 muỗng canh. Bây giờ thì có màu đẹp rồi đó. Giờ mình sẽ cho vào đây khoảng 2 chén nước. Nêm vào nửa muỗng Ajinomoto nữa nè. Dạ. Cho đậm đà hơn. Và một chút đường. Anh Thành nêm đường vào để góp phần làm tăng cái màu sắc của món ăn nữa đúng không? Và còn thêm cho món ăn có độ ngọt nữa đó em. Dạ. Các bạn kho củ cải với lửa điêu riêu khoảng thời gian 10 phút để cho các nguyên liệu thấm gia vị nha. Dạ, cái này em cũng biết nè, bữa trước anh Thành cũng đã chỉ cho em rồi. Quý vị khán giả đừng quên nha, khi chúng ta kho thì kho với lửa riêu riêu thôi để tất cả các thực phẩm đều thấm gia vị. Đến lúc này Minh Châu thấy không, củ cải đã thấm gia vị và gần chín rồi nè, trong rồi thấy không? Thì bây giờ mình sẽ bỏ mực vào, mình kho khoảng 2 phút thôi nha. Giống như anh Thành đã nói thì mình sẽ cho mực vào sau. Khi mà củ cải với lại đậu hũ đã chín rồi thì như vậy thì mực sẽ không bị dai mà còn giữ được cái độ ngọt nữa, phải không anh? Đúng rồi em. Mực nhanh chín của anh Thành ha. Bây giờ chúng ta tắt lửa nè ha. Giờ mình sẽ cho cái hương vị thơm vào nè. Đó là hành lá. Một chút tiêu nữa đi anh. Đúng rồi, một chút tiêu nữa. Bây giờ mình sẽ trang trí ra dĩa này cho đẹp nha. Anh Thành phải gấp đầy đủ các nguyên liệu nha. 3 nguyên liệu chính nè: mực, củ cải và đậu hũ. Như vậy là chỉ trong tích tắc món ăn của mình đã hoàn tất rồi. Đúng là cái đầu bếp của chương trình không bao giờ quên tiêu chí là phải đẹp mắt nữa. Đó, trang trí ha. Bây giờ anh mời Minh Châu dùng thử nha. Đúng rồi, mực kho củ cải thì phải có đủ cả 2 nguyên liệu chứ, đúng không? Thơm quá à. Mực rất thơm, không hề có mùi tanh một chút nào hết. Củ cải mềm, ngọt, rất là tự nhiên. Nhưng mà phải chi có miếng cơm trắng thì ngon phải biết luôn á. Đúng nữa Minh Châu, món ăn này ăn với cơm trắng là rất là thích hợp đó. Các bạn hãy thực hiện ngay nhé. Với 3 nguyên liệu chỉ trong tích tắc, chúng ta đã có một món ngon cho cả gia đình cùng thưởng thức. Chúc các bạn ngon miệng. 3 nguyên liệu, triệu món ngon. Quý vị thân mến, như đầu bếp Văn Thành vừa mới chia sẻ thì món ăn này ăn với cơm sẽ rất là ngon. Chính vì vậy mà bữa cơm gia đình của chúng ta sẽ trở nên thú vị và hấp dẫn hơn với những món ngon do chính quý vị thực hiện chỉ trong tích tắc và chỉ với 3 nguyên liệu mà thôi. Quý vị nhớ thực hiện và gửi những ý kiến của mình về cho chương trình qua hộp thư số 1 của Điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai hoặc số điện thoại 083 930 8794 của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto. Còn bây giờ thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.